there's no rhyme or reason why. The less it makes sense, the more we try to be closer to being known. I carry with me a part of us. Nothing I could do or have ever done could bring me closer to being known. The one we all long to be, and why it's so hard to sleep. The heart it becomes fire, the soul it becomes the sea. Em à, anh vốn không phải là một người lãng mạn, cũng không quen khi nói những lời ngọt ngào. Nên để đứng ở đây trước mặt mọi người nói ra những điều này giữa mọi người là một cái điều đó thách thức rất lao với anh luôn. Chúng ta đã trải qua mối tình 10 năm, đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có những lúc chúng ta đã tưởng chừng như đã rời xa nhau rồi. Nhưng mà vì tình thương, vì hai đứa vẫn dành cho nhau những cái gì đặc biệt nhất trong lòng. Để hôm nay chúng ta có thể đứng đây, cái nơi mà anh đã từng cầu hôn em, và chúng ta cũng mong muốn một cái đám cưới không quá ồn ào và nhộn nhịp như ở Sài Gòn. Trong lòng của em thì làm hôm nay có đẹp không? Rất đẹp. Em hy vọng là anh sẽ mãi mãi nhớ cái hình ảnh xinh đẹp này của em cho tới khi già. Cảm ơn anh đã đến và luôn yêu thương em, hay gia đình em, lo lắng cho em. Cảm ơn anh đã giúp em từ một người rất là trưởng thành trở nên không biết làm gì hết, từ một người rất là đảm đang việc nhà trở thành một người bây giờ không biết làm gì cả bởi vì có anh. Anh xin hứa sẽ luôn yêu thương, nhường nhịn và luôn yêu thương em. Anh hứa sẽ trở thành người chồng mà em kỳ vọng cũng như một người cha tốt của các con sau này. Yêu em. Em không dám hứa là sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời này, nhưng mà em sẽ hứa là sẽ cố gắng luôn tôn trọng anh, luôn thương anh như là anh thương em vậy. Em xin hứa là sẽ luôn bên cạnh anh lúc anh khỏe mạnh cũng như lúc anh ốm đau, lúc anh đẹp trai như thế này cũng như là sau này anh có xấu xí, thì em cũng sẽ hứa luôn bên cạnh anh. Cảm ơn anh. Chúc hai bạn sau này mãi hạnh phúc nhường nhịn. Cho em phỏng vấn anh xíu. Chuẩn bị. Okay. Trong tới Đà Lạt nhiều lần lắm rồi, lần đầu. Lần đầu đi đám cưới ở Đà Lạt. Dạ rồi. Đám cưới của bạn thân mình. Ok. Hồi hộp chứ. Nghe kêu tên là hồi hộp rồi. Trời trời. Dạ giờ đỡ chị ạ, mình bình tĩnh mà rung anh nha. Ok. Em cảm ơn anh Trọng rất là nhiều. Thật ra em là bạn của cô dâu cho nên là em xin phép được tập trung nói về cô dâu nha mọi người. Dung là một người sống rất là bao dung và tình cảm. Phước cũng là một người rất là đáng tin cậy. Em Phước đã lo cho em từ A tới Z luôn và lo trước cả năm luôn. Em chỉ cần giỏng nhẹt bước vô đây thôi.
không.